Còn anh em, hôm nay thì trên tay mình đây đang là một chiếc đồng hồ thông minh lấy cảm hứng từ Apple Watch nữa. Và con này là C800 Ultra 2, một cái chiếc đồng hồ mà nghe mức giá anh em sẽ nghĩ là nó sẽ chẳng làm được một cái gì đâu. Bởi vì giá của nó chỉ là 84.000 thôi, mình mua bên Lazada sale cái gì đó chỉ còn 84.000. Thì ban đầu lúc mình mua về mình không mong chờ một cái gì cả, vì 84.000 thì chắc chắn là nó sẽ tất cả mọi thứ nó sẽ đều ở mức dưới cái mong chờ rồi. Nhưng mà khi mình mua về mình mở ra thì mình thấy bất ngờ vì con này nó rất là ngon anh em ạ, nó cực kỳ là ngon. Ai quan tâm thì link mình để dưới phần mô tả. Và con này nó ngon như nào thì anh em cùng xem nhá. Đây, hộp đựng của con đồng hồ này đây, C800 Ultra 2, Watch Ultra 2, 84.000 mà hộp đựng của nó nhìn cũng tươm phết này. Đấy, hình ảnh đồng hồ nó còn có cả kiểu bóng bóng này. Con này thì có màn hình là 1,99 inch, quảng cáo là màn hình không viền. Đấy. Mặt sau ta sẽ có là tên của nó thôi. Con này có 3 màu, đen, vàng và bạc. Và một cái tem của bên nhập khẩu. Đấy, không có gì quá nhiều. Bên trong thì đây, ta sẽ có là một sách hướng dẫn sử dụng. Sách này thì cũng được in màu, nhìn rất là tử tế luôn. 80.000 mà mọi thứ ok phết. Đây, nhân vật chính này. Con này thì nó có siêu nhá, cho nó bay siêu luôn. Đấy. Siêu màn này. Bây giờ bóc siêu xong thì đây, phần màn hình của nó đây. Con này màn 1,99 inch và viền này với mức giá 88.000 thì đây là một cái viền thấy là cực kỳ là mỏng luôn. Nhiều con trên thị trường nó chưa có được cái viền mỏng nha mọi người, mà con này 88.000 ạ. Kinh khủng thật. Nó cũng có ba cái nút bấm nhá, mình sẽ bật cái nguồn lên trước này. Đấy. Đây. Có cả loa nha. Loa nó hình như ở đây này. Đấy, lỗ loa của nó ở đây. Ui, lên luôn rồi này. Đấy, tạm thời như thế. Con này thì sẽ sử dụng sạc. Và đây ta sẽ có là sạc nam châm không dây luôn. Đây, dính chắc phết. Con này Trung Quốc đỉnh thật. Còn đi kèm là một cái cọng dây silicone nữa. Bản của mình là màu cam, cho nên là cọng dây đi kèm ấy, nó cũng là màu cam. Cài dây vào trông nó như này, y chang con Watch Ultra 2 luôn. Đấy, toàn bộ trong hộp của con này thì nó chỉ đơn giản như này thôi. Về nhân vật chính thì đầu tiên là về cái thiết kế đi. Thì con này sử dụng vỏ là hợp kim nhôm, không phải là vỏ nhựa. Và mình cực kỳ bất ngờ ở mức giá 84.000 mà con này lại có vỏ hợp kim nhôm luôn. Bình thường ấy, giá này ta chỉ có vỏ nhựa thôi, nhưng con này là vỏ nhôm và mình cực kỳ là ưng cái điều này. Vỏ kim loại thì nào cũng mang lại cái cảm giác gọi là sang xịn và chắc chắn hơn khi mà đeo trên tay. Bên này ta sẽ có các cái nút y hệt như con Watch Ultra 2 này. Ở đây ta sẽ có một cái nút này nút chức năng và nó có thể là xoay được nhá. À đấy, xem màn hình nó cảm ứng không. Đây, màn hình cảm ứng luôn anh em ạ. Uầy, 84.000 ạ. Lần trước ấy mình đã từng review một cái con hình như cũng tầm giá này, nhưng mà là nhái cái con Apple Watch đời đầu ấy, thì nó màn hình nó không cảm ứng đâu. Nhưng con này thì màn hình cảm ứng và uầy, đỉnh thật. Ở đây sẽ có cái nút bên dưới này là nút nguồn nhá. Đấy, nút này có tác dụng là tắt máy. Và con này thì có màn hình là Always On Display luôn. Đây, bấm tắt này là hiện màn AOD luôn nhá. Cái lỗ bé bé bên này này, nó là cái lỗ mic. Và phía bên này chúng ta sẽ có một cái nút là nút gọi các cái chức năng thể thao. Đấy, bấm vào làm ra các chức năng thể thao của nó này. Nó sẽ có đâu đó khoảng độ chục môn. Đấy, còn đây thì là loa, anh em biết rồi. Cái phần mặt sau này thì nó là cảm biến nhịp tim. Đây, mình bật luôn cho anh em xem. Đấy, đo nhịp tim nhá. Này, đây. Không biết đây là cảm ứng thật hay là fake mà nó nhìn đo màu nó hơi kỳ kỳ. Và nó có đo được nhịp tim không nhỉ? Nó đo được này, đấy, tay không để vào mà nó cũng đo được nhịp tim. Thì mình nghĩ là cái cảm biến này nó chỉ gọi là cho vui là chính thôi, chứ không phải là cảm biến xịn đâu. Và cái mặt sau này thì anh nghe tiếng này, nó được làm bằng nhựa, chắc chắn là để tiết kiệm chi phí rồi. Nhìn chung ấy thì với mức giá 84.000 thì cảm nhận đầu tiên khi mình cầm nó lên ấy là nó nặng đầm tay chắc chắn vì nó là vỏ nhôm. Và khi mình đeo lên tay thì nói thật luôn là đố anh em phân biệt được con này là hàng xịn hay là hàng phạc kè. Đấy, lên tay này trông nó uy tín chưa? Có hình như con này không có lắc tay sáng màn à? Khả năng là con này chưa có lắc tay sáng màn anh em ạ. Tí nữa mình sẽ nghiên cứu sâu hơn nhá. Nhưng mà đây, hiện tại thì khi mà lên tay ấy, với giá 84.000, không ai nghĩ là con này làm con đồng hồ 84.000 cả. Mình bảo là con này kể cả mua fake 700-800.000 thì có thể là người ta vẫn tin. Đấy, lên tay nhìn cực kỳ là ngon lành và uy tín luôn. Cái phần dây silicone này cũng khá là mềm và ổn nhá. Đấy, nhìn chung thì cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm con này là nó
phải nói là cực kỳ đỉnh cao với mức giá 84.000 của nó. Bây giờ thì ta nhìn kỹ hơn về phần màn hình của con C800 này. Thì đây, đầu tiên là nó có một cái màn hình mà 1,99 inch. Phải nói là đẹp. Khi mình xoay này, đấy, anh nhìn thấy không? Cái độ sắc nét của nó thì cũng tương đối nhé. Nó không được tuyệt đối đâu. Nhưng mà với 84.000, 84-85.000 thì đây là một màn hình mình đánh giá là cũng ok. Cũng đầy đủ màu sắc rồi là có cảm ứng này kia. Đấy. Đây, menu của nó đây. Đó. Nếu mà nhìn kỹ nhá thì những cái chữ này nó vẫn hơi hơi kiểu tàu tàu ấy. Nhưng mà với mức giá này thì mình nghĩ là ta không thể đòi hỏi được một cái gì nó tốt hơn ở một chiếc đồng hồ đâu. Cái màn hình này thì nó là một màn hình LCD thôi. Và nếu mà ta nhìn kỹ một chút ấy, thì ta vẫn sẽ nhìn thấy cái độ hơi sáng sáng của nó khi mà nó không được đen tuyệt đối đâu. Nhưng mà điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Với mức giá này thì không có gì để mà chê bai về cái màn hình này cả. Một con đồng hồ 84.000, màn hình 2 inch và có cảm ứng thì đây là một điều thực sự là tuyệt vời. Và cái độ sáng của màn hình này này thì kể cả có ra ngoài trời nắng ta vẫn có thể nhìn được, trừ khi mà nắng gắt quá thì mới không thấy thôi. Còn lại thì màn hình này ta nhìn rất là ok nhá. Và cái phần viền này thì mình để màn hình trắng anh em nhìn rõ hơn này. Đấy, với mức giá 84.000 mình đối anh em tìm được một con đồng hồ nào mà có cái viền nó mỏng như này. Và cái màn hình, cái chất lượng của nó được như này. Màu sắc nó thì cũng khá là ok. Chỉ cái là nếu mà soi kỹ một tí sẽ có những cái chi tiết nó hoàn thiện, nó chưa được gọi là chuẩn chỉ cho lắm. Nói chung thì với mức giá 84.000 thì đây là thực sự là một món hời. Tiếp theo là về phần chức năng thì đầu tiên mình phải kết nối nó với lại điện thoại đã. Thì mình sẽ vào cái phần... anh em. Vào phần QR code này, đấy, bấm vào và quét ở trên điện thoại nhá. Đây, bấm vào cái link này, đấy, nó ra phần tải app này. Con app này thì có cả trên App Store và CS Play nhá. App này thì có tên là Fit Pro và mình đã tải nó về rồi. Để mà kết nối thì cực kỳ đơn giản thôi. Ta sẽ vào phần setting này, đó, và chọn đây, by device nhá. Đấy, rồi mình sẽ, nó sẽ tự động quét theo Bluetooth. Mình bật, bật rồi, đấy. Nó sẽ tự động là quét theo Bluetooth đây. Ra ngập tức là S9 Ultra 2. Tên con này nó là như vậy. Và bấm để mà nó kết nối nhá. Kết nối này. Đó. Quá trình kết nối thì sẽ mất khoảng độ... Đây, đã kết nối rồi. Đó, như vậy là đã kết nối thành công nha mọi người. À, con này thì có cái phần là lật cổ tay để mà sáng màn nhá. Đây, bật nó lên này. Đấy, phải bật nó lên trong app thì nó mới lắc cổ tay để mà sáng màn trên đồng hồ được. Đấy, sau khi bật thì nó... như này, đấy, nhưng mà lắc lên thì nó sẽ hơi bị chậm một tí nhá. Nó không được nhanh như kiểu những con hàng xịn đâu. Đấy, lắc phải mất khoảng độ đến 3-4 giây sau thì nó mới lên. Nhìn chung thì nó có cái chức năng lắc, nhưng mà lắc thì nó sẽ lên hơi chậm nhá. Cái này thì phải thông cảm được vì nó rẻ mà. Rồi, lát nữa mình sẽ trở lại với cái app này sau. Bây giờ ta xem các chức năng của con đồng hồ này như nào nhá. Thì đầu tiên là con này nó có AOD, đây, luôn sáng cái kim này thì ta đã biết rồi này. Tiếp theo là ở màn hình chính này thì nếu mà ta vuốt lên như này sẽ hiện ra phần là các cái tin nhắn thông báo đến này. Đấy, vuốt từ dưới lên nó sẽ là các cái phần cài đặt nhanh. Ta sẽ có là chế độ máy bay này, rồi là kiểu menu. Đấy, cái này thì tí nữa mình sẽ nói sau. Rồi là chế độ điều khiển nhạc này, chức năng đèn pin này. Cái này thì có thể là dùng khi mà trời tối nhá, cũng khá hay. Rồi là tính năng cuộc gọi Bluetooth này, thì ta có thể là nghe được những cuộc gọi đến điện thoại qua đồng hồ luôn. Và cuối cùng là không làm phiền. Đấy, những tính năng tương đối là phổ biến. Rồi, bên dưới này, nếu vuốt sang ngang, đây, lại có được một cái thanh cũng điều khiển nhanh này, có các ứng dụng dùng gần đây này, rồi là một số các cái phần thông tin khác, ngày giờ các thứ, đó. Có cả tính năng là SOS, nhưng mà bấm vào thì nó bắt là kết nối Bluetooth, mà mặc dù mình đang kết nối với điện thoại rồi thì mình chưa hiểu vì sao, anh nào biết thì có thể là comment ở bên dưới nhá. Nếu vuốt sang này thì sẽ đổi được các cái phần màn hình. Cũng tương tự như kiểu là ta xoay cái núm này. Đó. Rồi đây. Và menu chính này. Đấy. Nó đổi kiểu menu rồi. Như ban nãy mình có đổi ở trên cái phần đây này. Các style menu này. Đấy. Em thấy không? Cũng có khá nhiều kiểu menu để mà ta lựa chọn. Mình nghĩ là kiểu list như ban đầu ấy. Đây là 5 kiểu menu luôn. Đây. Đấy. Xoay được núm luôn. Mình sẽ để kiểu menu 1 để anh em dễ theo dõi nhé. Thì về các tính năng của nó thì tính năng đầu tiên là tính năng gọi điện từ đồng hồ.
thì ta có thể là trực tiếp gọi điện qua điện thoại bằng cái đồng hồ này. Đây, ví dụ mình bấm 900 thì bấm gọi. Đấy, thì là bên đồng hồ điện thoại lập tức là gọi luôn. Ta nhớ là phải bật cái tính năng gọi là cuộc gọi Bluetooth này lên trước khi mà gọi nhá. Hay là khi mà có cuộc gọi đến cái chiếc điện thoại này thì bên đồng hồ nó cũng sẽ có thông báo luôn. Đấy, và mình có thể là bấm nghe luôn từ trên đồng hồ. Và anh em nghe cái âm thanh này. Đấy, em nghe thấy không? Nhìn chung thì loa của nó hơi nhỏ một tí, nhưng mà nếu mà dí sát vào tai thì vẫn nghe được nhá. Và ta có thể là tắt luôn gọi ở trên đồng hồ như này. Đấy, rất là tiện. Và tính năng tiếp theo là phone book, là danh bạ. À, anh em từ từ mình tìm xem là con này có tiếng Việt không để mình chỉnh anh em dễ nhìn nhá. Đây. Và cài đặt này có Language này. Đấy. Con này thì xem nào. Không có tiếng Việt anh em ạ. Thôi em dùng tạm tiếng Anh nhá. Thì tính năng tiếp theo của con này nó là phone book, là danh bạ. Thì mặc định là không có gì cả, muốn có danh bạ ấy, ta phải vào phần setting này và chọn common contact ở trong app này nhá. Đấy, thì bấm thêm danh bạ, ví dụ mình thêm danh bạ là A và số điện thoại là 900 và thêm như này. Đấy, thì bên đồng hồ nó sẽ lập tức hiện ra là A luôn và khi bấm vào sẽ gọi luôn nhá. Đấy, cũng khá là hay. Tiếp nữa thì ta sẽ có tính năng là đo nhịp tim này. Ban nãy anh em biết rồi, con này thì có cảm biến ở đây, nhưng mà cảm biến này thì cái độ chính xác của nó mình thấy là hơi thấp, không có gì quá nhiều để mà nói đâu. Tiếp theo là đo oxy trong máu thì cũng vậy luôn, cảm biến nó đã lởm rồi thì mấy cái tính năng này nó gọi cho vui thôi. Tiếp theo là tính năng Facebook này, là tính năng nhận thông báo từ đồng hồ. Để mà nhận được các cái tin nhắn này thì mình sẽ phải vào phần Messenger Push Setting ở đây, bấm vào và bật các cái phần thông báo đến. Đấy, bật lên thì nó mới có thể là các tin nhắn đến điện thoại ấy, nó sẽ sang được bên đồng hồ. Và bật những này nó phải kiên nhẫn một tí vì cái app này nó thực ra không được thông minh cho lắm đâu. Đây, mình đã bật hết lên rồi. Đó. Và khi mà có tin nhắn đến Messenger chẳng hạn, đấy thì lập tức là ở trên đồng hồ đã báo luôn rồi. Đấy, rất là nhanh, em thấy không? Rất là nhanh luôn nhá. Đấy là với đoạn tin nhắn ngắn. Thế còn với đoạn tin nhắn dài thì khi mà gửi đến một đoạn dài ấy, thì ta sẽ có, đây, nó cũng hiện lên luôn, nhưng mà nó sẽ không thể hiện được hết đủ hết các cái phần thông tin như kiểu thế đâu, mà nó chỉ hiện được khoảng độ 1/3 của cái đoạn tin nhắn dài thôi, nhưng mà cũng đủ để ta có thể là biết được cái tin nhắn đến ấy nói về mục đích gì, đúng nào. Và đây, phông chữ tiếng Việt thì rất là ổn nhá, mặc dù cái đồng hồ này thì không hỗ trợ tiếng Việt, nhưng mà với các cái tin nhắn rồi là cuộc gọi từ người dùng Việt Nam đến thì phông chữ hiện ra vẫn rất là đầy đủ, đúng tên, không bị lệch dấu, khoảng cách cũng rất là ổn đấy. Nhìn chung là ok nhá. Tiếp nữa là cái gì đây? Ta sẽ có là đo bước chân đi được. Đấy, nhiều ban nãy mình đeo đi được 83 bước rồi và có đạt được những cái chỉ số trong ngày hay là không. Đấy, nó sẽ có các cái phần đo như này. Bây giờ mình sẽ test đo cái bước chân đi cho anh em xem nó có chuẩn không nhá. Hiện tại mình đang đi được là 341 bước này. Mình đi thử 100 bước xem là nó có đếm ra được là 441 bước không nhá. Bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89. Nào, chưa nhảy số, mình sẽ thử đây, bấm thoát ra và bấm vào lại này. Đây, 448 bước, tức là nó đo lệch khoảng độ 7 bước, độ lệch tầm 7% thì với độ lệch như này nó cũng tương đối là cao. Nên là các con số này nó chỉ mang tính gọi là tham khảo, vui vẻ thôi. Chứ mà anh em nào mà nghiêm túc về sức khỏe thì nó chưa ổn lắm đâu nhá. Tiếp nữa thì ta sẽ có phần ECG là đo cái mình quên đây gọi đo gì rồi, nhưng bấm một phát lập tức ở trên điện thoại này nó nhảy ra cái phần đo ECG luôn. Đây nhá, anh nhìn lại này, bấm cái là tự động nhảy ra đo ở trên app luôn. Đấy, nhìn rất là chuyên nghiệp, nhưng mà cái cảm biến của nó thì nó chỉ ở mức là bình bình thôi.
Tiếp nữa là phần sport là các môn thể thao, ta đã biết rồi, nó sẽ có chạy này, đạp xe này, tập gym này, bóng rổ này, rồi là tennis, bóng chuyền, bóng đá. Đấy, có vài cái môn như vậy, được khoảng độ 7-8 môn gì đó, cũng tương đối đủ dùng. Tiếp theo là phần WhatsApp này thì cũng là phần thông báo tương tự như cái năng Facebook. Nó đặt ra một số các cái Facebook rồi WhatsApp này để nó ta cảm giác nó nhiều ứng dụng thôi. Chứ thực ra tất cả những cái đấy nó đều là thông báo tin nhắn rồi là các cái thông báo hệ thống cả, không có gì đặc sắc lắm đâu. Tiếp theo là phần camera thì khi mình bấm vào, đây bấm chưa rồi, đấy khi bấm vào nó sẽ tự động nhảy ra camera ở trên điện thoại như này. Mình có thể chụp cam trước hoặc là cam sau thì tùy. Đấy, khi mà bấm start này, nó sẽ đếm ngược 3, 2, 1, sau đó là chụp ảnh. À đấy, phải đồng ý đã. Đấy, chụp ảnh vào đây. Ảnh nó chụp được, nó sẽ lưu ở trong bộ nhớ như thế này. Tính năng này thì cũng khá là phổ biến rồi, nhưng mà mình khá bất ngờ với một con 84.000 mà nó cũng đầy đủ tính năng như vậy. Tiếp nữa là phần đo huyết áp này thì cũng gọi là cho vui thôi, không có gì đặc sắc đâu. Sau phần huyết áp là phần điều chỉnh nhạc, thì đây khi bấm vào gọi ra cái giao diện như này và mình có thể là điều chỉnh ở trên nghe nhạc này kia ở trên điện thoại. Đâu nhỉ? Đây nha, lại nào. Đấy. Phải bấm mồi một tí trên điện thoại thì nó mới chỉnh ok ở trên đồng hồ nhá. Tăng giảm âm lượng này. Có tăng được không nhỉ? Cái này cảm ứng của nó có vẻ không được ok lắm. Đấy, tăng giảm âm lượng này. Và nó đang phát luôn qua cái loa của đồng hồ, chứ không phải là qua loa của điện thoại nhá. Em nào mà đang dùng cái đồng hồ này kết nối với điện thoại ấy, thì ta có thể là sử dụng loa của điện thoại thông qua việc là bấm vào cái phần này và chọn iPhone. Đấy, nó chuyển lại loa điện thoại. Còn nếu mà muốn nghe qua đồng hồ thì bấm như này là ra loa của đồng hồ luôn. Đấy, hay chưa? Rồi là mình có thể là điều chỉnh tăng chuyển bài này, chuyển clip này, đấy, tiến tiếp này, rồi là lùi về này. Đó, các tính năng rất cơ bản ở trên những con đồng hồ 500-600.000 trở lên thì con này cũng có. Đấy, với mức giá 84.000 thì mình thấy nó làm được rất là nhiều thứ, đúng không nào? Dưới phần âm nhạc là phần Twitter thì cũng là thông báo này, như WhatsApp và Facebook thôi. Ở phần reset ta biết rồi, bấm vào là nó bỏ đi cài đặt. Và thời tiết thì đây ta sẽ chỉ có nhiệt độ trong ngày hôm nay thôi, và trời đang mây hay là không mây. Đấy, không có thông báo của các ngày tiếp theo nhá. Cái nữa là phần tìm điện thoại thì khi bấm vào điện thoại mình nó sẽ, đây, start này, nó sẽ yêu cầu là phải cho phép gửi thông báo của app không, ok thì mới được nhá. Lại đây, như này, tắt máy đi này, đấy, vào tìm kiếm này, bấm start này, và nó chỉ rung nhẹ thôi em ạ, nó rung nhẹ thôi, nó không kêu. Mình thì mình thích nó sẽ kêu hơn cơ, còn nếu mà chỉ rung không thì cũng chưa được tìm rõ lắm, nhưng mà tính năng này thì cũng thôi được, tạm được. Dưới phần tìm điện thoại là đo giấc ngủ này, khi ta đeo đồng hồ và ngủ nó sẽ đo nhịp tim, rồi là xem ta ngủ sâu hay ngủ nông, rồi là kiểu menu thì có mấy cái, 5 cái đấy bạn, nãy anh em đã biết rồi. Bên dưới nữa là phần tin nhắn thì cái này cũng giống hệt Facebook, WhatsApp hay là Twitter, là nó thể hiện thông báo của điện thoại thôi. Ta sẽ có cả đồng hồ bấm giờ nữa. Đấy, đồng hồ bấm giờ này thì đồng hồ nào cũng phải có thôi. Dưới nữa là gì ta? QR code thì ta đã biết rồi, download app về để mà sử dụng điện thoại này. Phần cài đặt con này thì nó có cái gì? Thì trong cài đặt ta sẽ có là một số thông tin về đồng hồ, là con này là S9 Ultra, rồi là cái số thông số Bluetooth của nó. Dưới nữa là phần gọi Siri. Đây, bấm Siri đây. Quên mất, em chờ tí. Đây, lại nha. Đây, Siri để tận trong cài đặt thì nó hơi bị xa nhỉ. Ví dụ mình tắt máy đi này, đấy, và bấm vào Siri, lập tức là điện thoại lên Siri luôn. Ta thể nói để mà ra lệnh với lại điện thoại thông qua đồng hồ 84.000 C800 Ultra này. Đấy, nó khá là ok. Đó, nói một tí đã nghe rồi, không biết nghe thấy cái gì nữa. Rồi, trong cài đặt ta còn cái gì nữa? Ngôn ngữ thì ta cũng biết rồi này, chỉnh thời gian này. Rồi là cái gì đây? Chỉnh ngày này. Rồi là thời gian sáng màn hình sẽ có tối thiểu 5 giây và tối đa là 3 phút này. Rồi là cái gì đấy nữa nhỉ? Back to dial thì cái này mình chưa hiểu là gì lắm nhá. Anh em mà biết thì lại comment dưới giúp mình. Ta sẽ có tính năng gọi là đèn bàn thì mình sẽ bật lên. Cái này bật lên thì khi mà đồng hồ sạc ấy, nó sẽ tự động xoay ngang ra và nhìn nó sẽ giống như một cái đồng hồ để bàn. Đấy, cũng tương đối là thú vị.
Bên dưới nữa sẽ có là size sleep là cái phần quét này anh em, đấy là cái này này. Rồi là screen saver là cái phần màn hình chờ, rồi là độ sáng màn hình thì mình đang để tối đa rồi. Đây là tối thiểu này, đấy. Những cái phần cài đặt này mình nghĩ là nên để ra cái phần ngoài ấy, nó sẽ dễ thao tác hơn. Ta sẽ có cả chỉnh là password để ngăn việc là ai mượn đồng hồ chúng ta có thể là vào được các thông tin quan trọng, cái này mình nghĩ không cần thiết lắm. Và cùng là ta có thể chỉnh được cái phần nút màu cam này nó làm cái gì. Như hiện tại nó đang để là sport là vào các môn thể thao, nhưng mình sẽ cài nó là Siri chẳng hạn đấy. Thì khi mà mình ra ngoài mình chính nhá, mình bấm này, nó sẽ tự động là lên Siri. Đây, tự động là lên Siri luôn, thay vì là tính năng thể thao như ban nãy mình cài nữa. Đấy, cũng hay. Nói chung là cái đồng hồ này mặc dù giá nó quá là rẻ, chỉ có 84.000, nhưng mà các tính năng của nó thực sự là kinh khủng. Và bên dưới phần cài đặt nó sẽ còn phần máy tính nữa. Đây, máy tính này. Đấy, hay là tính toán giúp chúng ta 1 x 9 bằng 9. Đấy, 9 x 9 bằng 81. Đấy, rất là chuẩn. Và cuối cùng, tiếng cuối cùng là game. Con này thì nó có thể là chơi một trò tên là F1 Race. Mình có thể điều chỉnh như nào nhỉ? À đây, phải điều chỉnh thông qua cái phần cảm biến, cái phần màn hình cảm ứng này, chứ không chỉnh được qua nút. Mình nghĩ cái này, cái game này nếu mà chỉnh được qua nút nó sẽ hay hơn. Nhưng mà có cái để chơi là cũng hay rồi đúng không nào? Đây, có thể là nhảy này, đấy, rồi là điều khiển xe tiến hay là lùi. Cái trò này chắc là trò chơi để giết thời gian thôi. Không biết là có thể cài đặt thêm những trò khác vào trong cái đồng hồ này không? Vì mình nghĩ là cài thêm một game ấy thì nó cũng hay. Đó, nhìn chung thì đó là toàn bộ tính năng của cái chiếc đồng hồ này khi mà nó hoạt động độc lập. Còn khi mà nó kết hợp thêm với lại chiếc điện thoại của mình, cái app này ấy, thì nó sẽ có thể là đo được số bước chân di chuyển này, số calo này, tức là các thông số mà đồng hồ này nó đo được, các thông số sức khỏe ấy, nó đo được thì nó sẽ chuyển vào điện thoại ngay lập tức đấy. Bên cạnh đó thì ta sẽ có phần là điều chỉnh ở đây, thì nó sẽ có khả năng là tìm đồng hồ. Khi bấm vào như này, đồng hồ sẽ rung lên, em nghe thấy không? Đấy, rồi là một số các tính năng khác như kiểu là điều chỉnh cái mặt đồng hồ, thì ta có thể là cài thêm rất là nhiều những cái mặt đồng hồ khác để vào thay cho cái phần những phần mặt đồng hồ mặc định ở trên đồng hồ như này. Ví dụ mình có thể là cài một cái đây, một hình con ma này chẳng hạn đấy, thì ta sẽ chờ một tí để nó chuyển cái ảnh này vào đồng hồ nhé. Cái thời gian này sẽ rơi vào khoảng độ từ 1 cho tới 2 phút. Em chờ một tí nhé. Đấy, mỗi khi xong thì đồng hồ sẽ tự động gọi là khởi động lại như này. Và cái hình đấy đã được lên màn hình chính của đồng hồ rồi. Đó, hay chưa? Và ngoài các hình có sẵn như này thì ta cũng thể là xuống dưới này, dưới cùng ấy có phần custom dial đây. Thì bấm vào là các cái kiểu màn hình tùy chọn nhá. Mình có thể là bấm vào cái hình bất kỳ này và chọn ảnh. Ví dụ mình chọn ảnh của mình chẳng hạn. Sau đó thì bấm OK và cài đặt. Đấy. Thì là nó sẽ chuyển ảnh từ đồng hồ từ điện thoại sang đồng hồ. Đấy, như vậy là cái hình ảnh mặt của mình đấy đã lên đồng hồ rồi. Nhìn chung thì về phần mặt đồng hồ thì con này cũng có rất là nhiều các cái lựa chọn nhá, cực kỳ ok. Ngoài ra thì ta sẽ có các phần thể thao ở đây. Khi mà bấm vào thì nó sẽ tự động đếm ở trên điện thoại lẫn đồng hồ cái khoảng cách hay là cái các cái quãng đường mà mình đã di chuyển được đấy. Ở đây ta sẽ có là đi bộ này, chạy hoặc là riding thì mình nghĩ là sẽ là đi đạp xe. Còn cuối cùng là thông tin của mình thôi. Đấy, như vậy thì đó tất cả những tính năng mà cái chiếc C800 Ultra 2 này nó có. Thực lòng mà nói thì với mức giá 84.000 thì đây là một con đồng hồ có cái thiết kế đầu tiên là nhìn rất là Apple Watch đã, đúng không nào? Cái thứ hai là các tính năng của nó hoạt động không thua gì những con đồng hồ có mức giá ở trên thị trường ấy, nó phải tầm từ 500.000 trở lên. Thực sự thì mình không thể hiểu vì sao mà các anh Trung Quốc có thể là tạo ra được một cái con đồng hồ rẻ như thế mà các cái tính năng của nó lại nhiều như thế được. Thật là kinh khủng. Cuối cùng thì là về thời lượng pin. Thì cái chiếc đồng hồ C800 Ultra 2 này nó có một cái thời lượng pin tương đối là ổn.
Hiện tại thì mình vừa bỏ ra khỏi hộp thì nó đang hết pin thôi. Nhưng mà con này thì nếu mà ta sử dụng nó ở cường độ cao thì thời lượng pin của nó sẽ trụ được khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày. Còn nếu mà ta chỉ dùng ở mức độ thông thường thôi thì con này pin này hoàn toàn có thể lên tới được 7 ngày. Cho nên là về thời lượng pin thì anh em hoàn toàn không phải lo lắng và là nó hết pin giữa chừng nhá. Pin này trâu hơn mấy con Apple Watch xịn nó phải đến 4-5 lần đấy. Nên anh em dùng cứ thoải mái thôi. Còn nữa là con này ấy, mặc dù được làm theo cái mẫu của Apple Watch Ultra 2 nhưng mà mình không thấy bên sản xuất họ quảng cáo gì về tính năng chống nước của con này thì mình nghĩ là nó sẽ không có khả năng là chống nước đâu. Cho nên là anh em sử dụng con này ấy, thì đi ra trời mưa hay là đi rửa tay chú ý là nên tháo và cất nó đi thì đồng hồ dùng nó sẽ được lâu bền hơn. Còn nếu mà anh em cứ cho nó vào nước nhiều quá thì sẽ có khả năng cao là anh em sẽ mất 84.000 để mua một con đồng hồ mới thay thế cho con này đấy nhá. Và đó là chiếc C800 Ultra, một chiếc đồng hồ với mức giá siêu rẻ 84.000. Nhưng mà những tính năng của nó thì em thấy rồi. Với 84.000 ta sẽ có được một cái chiếc đồng hồ có thiết kế tất nhiên là rất Apple Watch rồi. Và với những tính năng của nó đều hoạt động một cách tương đối là trơn tru và mượt mà mình nghĩ là không có một chiếc đồng hồ nào khác ở mức giá 84.000 này nó có thể làm được cái điều này. Anh thấy sao về chiếc đồng hồ này thì anh để comment bên dưới nhá. Bên dưới mình cũng có để link cái sản phẩm này dành cho nhà quan tâm, cũng như là và nếu anh em thấy con nào trong tầm giá dưới 100 ngàn mà ngon hơn con C800 Ultra 2 này thì anh có thể là comment bên dưới để mình mua về mình review thử cho anh em xem. Anh em thích mua con này thì link ở dưới phần mô tả nhé. Ok, bye bye.